hệ thống thời trang FM Style hân hạnh tài trợ chính bản tin này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đã đến với bản tin QCB. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 3 năm 2023 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Ban thường trực Hội đồng trị sự thảo luận tu chỉnh quy chế hoạt động các ban, viện, trung ương. Ban tăng sự, ban pháp chế và ban kiểm soát Phật giáo Trung ương công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ 9 2022-2027. Ban biên tập tập san Phật giáo Quảng Nam giao lưu với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế và ấn phẩm Liễu Quán. Phật giáo huyện Duy Xuyên và Phật giáo huyện Đại Lộc triển khai họp bàn công tác tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567. Cùng nhiều tin tức Phật sự quan trọng khác. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 3, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã tổ chức hội nghị trực tuyến để báo cáo các công tác Phật sự 3 tháng đầu năm và thảo luận tu chỉnh quy chế hoạt động các ban, viện, trung ương giáo hội. Hội nghị kết nối trực tuyến giữa văn phòng Trung ương, Chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội và văn phòng Thường trực, Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tọa hội nghị là Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu. Tham dự có Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, đại diện thường trực 12 ban và bộ viện. Mở đầu phiên họp, Hòa Thượng Chủ tịch phát biểu khai mạc cho biết, căn cứ nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 9 và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, hội nghị trực tuyến lần này nhằm thảo luận những thay đổi bổ sung về quy chế hoạt động các ban diện cho phù hợp với hiến chương do Hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 7 đã được pháp nhà nước hiện hành. Hòa Thượng mong muốn bằng quyết tâm và trí tuệ tập thể, hội nghị hôm nay sẽ thống nhất được nội dung quy chế hoạt động các ban diện, từ đó giúp cho việc vận hành Phật sự của các ban diện được trôi chảy trong nhiệm kỳ 9. Báo cáo công tác Phật sự 3 tháng đầu năm 2023, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, thông tin các hoạt động nổi bật như tổ chức khánh tuế chư tôn trưởng lão lãnh đạo giáo hội, thăm chúc Tết lãnh đạo các cấp nhà nước trong dịp Tết Nguyên Đán, công tác từ thiện xã hội, ban ngành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban diện, tổ chức lễ trao quyết định nhân sự của Ban Hoằng pháp Trung ương, phân ban địa giới Trung ương, tổ chức thành công các hội thảo khoa học, lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước Việt, Lào, Campuchia, ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật Đản và an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Sau báo cáo, Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký tiếp tục điều phối phiên thảo luận về quy chế hoạt động của các ban diện, trưởng 12 ban và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam lần lượt thông qua dự thảo quy chế hoạt động của mình. Tại đây, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có nhiều ý kiến giúp cho nội dung quy chế hoạt động các ban diện được hoàn thiện dựa trên hiến chương do Hội Phật giáo Việt Nam. Đúc kết hội nghị, Hòa Thượng Chủ tịch đánh giá cao các ý kiến đóng góp quan trọng và tích cực của Chư Tôn Đức. Qua hội nghị, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thông qua được quy chế hoạt động của 10 ban, riêng các ban còn lại sẽ chờ đến hội nghị giữa năm của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tiếp tục thảo luận và thông qua. Hòa Thượng chỉ đạo Ban Thư ký Hội đồng Trị sự ghi nhận các ý kiến tại hội nghị, sau đó soạn thảo văn bản quy chế hoàn chỉnh và kiểm tra kỹ trước khi trình Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký quyết định và ban hành. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát Trung ương đã tổ chức lễ trao quyết định ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động nhiệm kỳ 9 2022-2027 vào ngày 13 tháng 3 vừa qua. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thông tin Truyền thông là truyền tải thông tin Phật sự của giáo hội, giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong nước và ở nước ngoài trong thời hiện đại toàn cầu hóa. Theo quyết định số 034/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thiện Nhân ấn ký ngày 3 tháng 1 năm 2023 về việc chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 98 thành viên, trong đó có 35 vị thường trực và 63 vị ủy viên do Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng ban.
Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và pháp luật nhà nước. Ban Đạo từ Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, tin tưởng Ban Thông tin Truyền thông với thành phần nhân sự được tuyển chọn, với tư duy, trí tuệ, tâm huyết sẵn có, sẽ làm cho các giá trị truyền thống và giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc, được tiếp nối, luôn được thể hiện, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Chư Tôn Đức Ban Biên tập Tập san Phật giáo Quảng Nam đã có chuyến giao lưu với các nhà nghiên cứu thuộc Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế và ấn phẩm Liễu Quán. Đoàn Ban Biên tập Tập san Phật giáo Quảng Nam có Đại Đức Thích Thắng Thiện, Đại Đức Thích Viên Hải, Đại Đức Thích Đồng Dưỡng, Đại Đức Thích Nhuận Đàm, Đại Đức Thích Đồng Tâm. Tiếp thân mật tại mỗi điểm đến có Thượng tọa Thích Kiên Tuệ, Phó trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tọa Thích Không Nhiên, Phó chủ biên kiêm thư ký ấn phẩm Liễu Quán, Tiến sĩ Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, cùng đại diện các nhà nghiên cứu phân viện. Thay mặt Ban Biên tập Tập san Phật giáo Quảng Nam, Đại Đức Thích Thắng Thiện, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh đã có lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và giới thiệu khái quát về văn hóa Phật giáo Quảng Nam. Đại Đức Thích Thắng Thiện bày tỏ, Tập san Phật giáo Quảng Nam vừa ra mắt tập đầu tiên nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 đã tạo được sự tin yêu cổ vũ nhiệt tình của Chư Tôn Đức, Chư Thiện Hữu Tri Thức và đông đảo bạn đọc. Trong tinh thần tham chiếu, Ban Biên tập mong muốn được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng một nội dung vừa có tính chuyên sâu, vừa có tinh thần khai phóng và cũng là nơi để nhiều giới, nhiều thế hệ có thể cùng tham gia trao đổi tri thức, chia sẻ những kinh nghiệm sống có giá trị bổ ích. Tại buổi giao lưu, Chư Tôn Đức và các nhà nghiên cứu đã thảo luận trong tinh thần cởi mở, cùng chia sẻ những kinh nghiệm, bàn thảo kế hoạch cộng tác và phối hợp tổ chức những đợt điền giả, khảo sát, nghiên cứu các di sản tư liệu văn hóa Phật giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành miền Trung. Được biết, Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh chuẩn bị thực hiện tập san Phật giáo Quảng Nam số 2, chủ đề Kính mừng Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 với nhiều nội dung như Mừng Đức Phật đản sanh, phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963 tại Quảng Nam, Phật học, ứng dụng đời sống văn học nghệ thuật, đặc biệt thực hiện chuyên đề Di sản Phật giáo Duy Xuyên, giới thiệu tư liệu Hán Nôn, kiến trúc chùa cổ, pháp tượng, pháp khí, danh tăng, tự viện tại huyện Duy Xuyên. Tập san Phật giáo Quảng Nam số 2 dự kiến sẽ xuất bản vào đầu tháng 4 âm lịch, dâng lên cúng dường ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong tuần này, để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa an cư kiết hạ sắp đến và nhiều Phật sự của địa phương được diễn ra thành tựu viên mãn tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên và Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo các huyện đã tổ chức buổi họp triển khai các Phật sự trọng tâm. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên tổ chức cuộc họp triển khai công tác Phật sự 6 tháng đầu năm tại Văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện, chùa Ân Trim, thị trấn Nam Phước. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên, Thượng tọa Thích Như Giải, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên chủ trì cuộc họp, cùng Chư Tôn Đức thành viên Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư Tăng Ni trụ trì, Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam Bảo các cơ sở chùa trong địa bàn huyện Duy Xuyên. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Như Giải kêu gọi toàn thể các Chư Tăng Ni, các ban ngành trực thuộc Ban trị sự và các cơ sở thực hiện tốt các Phật sự đề ra, đặc biệt là đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dâng lên cúng dường ngày đản sanh Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tại cuộc họp, Chư Tôn Đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng tích cực và đi đến thống nhất nhiều chương trình hoạt động Phật sự trong 6 tháng đầu năm như tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, thiết trí lễ đài chính đặt tại sân vận động xã Duy Trinh, lễ chính thức diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão, tổ chức ẩm thực buffet chay, phân ban gia đình Phật tử huyện tổ chức trại thiện hoa 6. Trong tuần lễ Phật đản, Ban trị sự Phật giáo huyện hướng dẫn các cơ sở chùa treo cờ, biểu ngữ, chào mừng, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Đối với ngành hướng dẫn Phật tử, tổ chức khóa tu tập trung dành cho cư sĩ Phật tử trong toàn huyện tại chùa Duy Trung, thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 6 âm lịch, triển khai thực hiện tập tiểu sử các chùa trong huyện do Ban Văn hóa thực hiện, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Duy Hòa,
đặc biệt thống nhất bổ sung Đại Đức Thích Đồng Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện, đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng 2 năm Quý Mão, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Hội nghị diễn ra tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, chùa Tam Hòa, xã Đại Quang, dưới sự chứng minh của chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, chư tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện, quý vị đại diện chính quyền, quý Phật tử, đại diện ban hộ tự, ban hộ trì Tam Bảo các chùa trên địa bàn huyện và gia đình Phật tử huyện. Tại hội nghị, Đại Đức Thích An Hiệp, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Theo đó, lễ đài chính mừng Phật đản của Phật giáo huyện sẽ được thiết trí tại chùa Lộc Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc. Lễ chính thức diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão. Trong tuần lễ Phật đản, Ban Trị sự Phật giáo huyện hướng dẫn các cơ sở chùa treo cờ biểu ngữ chào mừng, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, tụng kinh kính mừng Phật đản, kinh chuyển pháp luân, kinh cầu an, thuyết giảng, tổ chức trại họp bạn gia đình Phật tử, văn nghệ, lễ hội phóng sanh trên sông Ái Nghĩa. Phiên họp cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ Bồ Tát chung, tổ chức khóa tu bát quan trai tập trung tại chùa Bửu Hiệp, xã Đại Hiệp vào ngày 5 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 2 nhuận Quý Mão, tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu nhi và các kỳ trại dành cho gia đình Phật tử. Thống nhất bổ sung Đại Đức Thích Đồng Khâm, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo huyện, đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện các ngành chức năng, chính quyền huyện cũng phát biểu đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Phật giáo huyện và các cơ sở chùa trong thời gian qua, góp ý xây dựng các Phật sự còn vướng mắc như cấp giấy sử dụng đất, mở rộng đất, xây dựng mới cho các cơ sở, xin thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo, các công tác từ thiện xã hội, công tác quản lý tăng ni. Đúc kết hội nghị, Đại Đức Thích Thắng Thiện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, đánh giá cao tinh thần nhiệt tình, đồng thuận, đóng góp ý kiến của chư tôn đức, tăng ni, đại diện các ngành chức năng, chính quyền và Phật tử, để thống nhất ý kiến bổ sung rút kinh nghiệm, cải thiện và thúc đẩy công tác Phật sự năm 2023 diễn ra tốt đẹp hơn, nhất là việc tổ chức đại lễ Phật đản sắp tới được thành tựu viên mãn. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Phước long trọng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Thuần An làm trụ trì và đặt đá xây dựng chùa Phước Hiệp, xã Tiên Lập. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hòa Thượng Thích Hạnh Trơn, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, các huyện, thị, chư tăng ni trụ trì các tự viện. Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Mính, Phó ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam, ông Đặng Văn Thắng, trưởng phòng an ninh đối nội công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Bang, Phó phòng nội vụ huyện Tiên Phước, ông Võ Ngọc Lễ, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Lập, bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự. Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa chào mừng của đoàn Phật tử. Phát biểu khai mạc, Đại Đức Thích Nhật Thanh, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước, Trưởng ban tổ chức, đã nói lên chí nguyện dấn thân phụng sự của hàng trưởng tử Như Lai. Nói về ngôi chùa Phước Hiệp, Đại Đức cho biết: trước đây Phật tử ở tại nơi đây chủ yếu sinh hoạt tại chùa Thọ Quang, xã Tiên Thọ, chùa Tiên Kỳ, chùa Hữu Lâm. Từ nhu cầu thực tế đó, ban đầu tín đồ Phật tử nơi đây mượn ngôi nhà tạm của bà Trần Thị Hảo và ông Nguyễn Đình Tri để thành lập điểm nhóm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho đồng bào Phật tử. Sau nhiều năm mượn nhà tạm làm nơi sinh hoạt tu tập, đến năm 2008, được sự phát tâm hiến đất của gia đình Phật tử Trịnh Công Đức, cũng sự chung tay góp sức của bà con Phật tử tại địa phương, ngôi chùa Phước Hiệp được hình thành. Năm 2021, Ban Hộ Tự và Phật tử chùa Phước Hiệp cung thỉnh sư cô Thích Nữ Thần An
đã hoàn thành chương trình cử nhân Phật học về hướng dẫn bà con tu tập. Tiếp đó, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã công bố quyết định số 17 QĐ-BTS của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam ấn ký ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc bổ nhiệm Sư Cô Thích Nữ Thuần An, thế danh Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1994, đảm nhiệm trụ trì Chùa Phước Hiệp, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thượng tọa Thích Viên Trừng, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hiệp và lãng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam cho Sư Cô Thích Nữ Thuần An trong niềm hoan hỷ của đại chúng. Trước chư tôn thiền đức chứng minh, Sư Cô Thích Nữ Thuần An đã dâng lời phát nguyện tri ân ơn đức tôn sư cùng đấng sinh thành, nói lên bản hoài tâm nguyện của người con gái Đức Phật dấn thân phụng sự cho đạo pháp nơi đây. Đây cũng là thuận duyên cho chúng con thực hiện chỉ nguyện xuất gia của người mong trọng trách sứ giả Như Lai. Trước trọng trách trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, chúng con luôn tự vấn lòng là một vị ni lưu tài hèn đức mọn, khả năng và kinh nghiệm tu tập còn non trẻ. Chúng con khó lòng làm tròn trách nhiệm và cương vị của một vị trụ trì. Nhưng rồi, trước sự nhiệt thành cầu thỉnh của ban hộ tự chùa Phước Hiệp và đồng bào Phật tử tại địa phương nhằm có người hướng đạo và phục vụ tín ngưỡng, nên chúng con phải quen đi tài hàng đức mộn thực hiện lời di huấn mà chư tổ đã dạy là trưởng tử Như Lai. Nơi nào chúng sinh cần thì đến, đạo pháp cần thì đi, không sợ gian lao, chẳng này khó nhọc. Đại diện đạo hữu Phật tử tại địa phương đã phát biểu bày tỏ niềm hoan hỷ khi được đón nhận Sư Cô trụ trì về hướng dẫn tu học. Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước đã tặng bằng công đức cho cư sĩ Trịnh Công Đức, pháp danh Đức Tần, gia đình hiến cúng đất và đóng góp công sức xây dựng chùa Phước Hiệp. Đại diện chính quyền ông Võ Ngọc Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước đã phát biểu chúc mừng Sư Cô Tân trụ trì chùa Phước Hiệp. Ông mong chùa Phước Hiệp cùng với Phật giáo huyện nhà sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành cùng chính quyền, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Thành, ban đạo từ sách tấn Sư Cô Tân trụ trì và đạo hữu Phật tử nơi đây, Hòa Thượng tán dương công đức của quý vị tiền nhân phát tâm hiến đất, tôn tạo ngôi Tam Bảo chùa Phước Hiệp, cầu nguyện người mất siêu sanh, người còn lợi lạc, tiếp tục hộ trì chánh pháp, cùng làm hưng thịnh Phật giáo nơi đây. Cuối buổi lễ, chư tôn đức đã chú nguyện đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng chùa Phước Hiệp. Với sự khởi đầu viên mãn của ngày hôm nay, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, đàng tiệc phát tâm để ngôi chùa tại miền quê xứ núi Tiên Lập này sớm được hoàn thành như sở nguyện. Cũng trong ngày 12 tháng 3, chùa Lập Thuận, thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã làm lễ khánh tạ Tam Bảo sau gần 14 năm trùng tu. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, long trọng dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni, sự tham dự của quý đại diện chính quyền và đông đảo đạo hữu Phật tử gần xa. Sau phần nghi thức, Ni sư Thích Nữ Minh Như, trụ trì chùa Lập Thuận đã phát biểu khai mạc ôn lại lịch sử hình thành chùa Lập Thuận. Theo đó, chùa Lập Thuận từ khi thành lập đến nay đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm theo vận nước và thay đổi theo dòng lịch sử. Vào khoảng năm 1957 đến năm 1959, được sự hiến cúng đất 1.000 m2 của Phật tử Hứa Phẩm, chư vị tiền bối hữu công đã kiến tạo và được cố thường tọa đạo hiệu Thích Trí Minh đặt tên là chùa Lập Thuận. Những năm 1966 đến năm 1974, chiến tranh tàn phá, chùa bị thiêu hủy, sụp đổ hoàn toàn. Đến năm 1975, Phật tử tín tâm tại địa phương dựng lán trại tranh, lá dừa để chiêm bái và tu tập. Năm 1989, chùa được tu sửa và hoàn thành vào năm 1991. Do điều kiện địa lý thuộc vùng trũng nên cứ đến mùa mưa lũ thì toàn cảnh chùa đều chìm trong biển nước, cao thì ngập đến đài sen Đức Phật Bổn Sư, thấp thì ngập nền chánh điện, nên trải qua năm tháng, chùa xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2009, được sự bổ nhiệm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đáp lời thỉnh cầu của Phật tử nơi đây, Ni sư Thích Nữ Minh Như, sinh năm 1970, phát nguyện về đây đảm nhiệm trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học cũng như từng bước xây dựng lại ngôi chùa Lập Thuận. Sau 14 năm xây dựng, sửa chữa, chùa Lập Thuận đã được trang nghiêm với tổng kinh phí xây dựng hơn 16,4 tỷ đồng.
đó là nhờ hồng ân tam bảo, gia hộ, sự quan tâm giúp đỡ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Đại Lộc, chính quyền các cấp cùng sự phát tâm của Phật tử gần xa. Đại diện chính quyền, ông Hồ Tấn Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu chúc mừng Phật sự của chùa Lập Thuận. Ông nhấn mạnh, từ thời điểm này, huyện Đại Lộc nói chung, Ban trị sự Phật giáo huyện nói riêng có thêm một ngôi chùa khang trang giữa khu dân cư đông đúc, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo, là nơi tu học, hành đạo của quý chức sắc, chức việc và đồng bào Phật tử. Ban đạo từ buổi lễ, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh đã tán thán công đức của ni sư trụ trì cùng Phật tử đã thành tựu được Phật sự trọng đại này. Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam tuyên dương công đức, tán thán công đức của sư cô và tất cả Việt Nam tín nữ Phật tử đã chung sức chung lòng xây dựng nên công trình Phật sự chùa Lập Thuận này được thành tựu mỹ mãn. Hòa thượng chúc nguyện cho ngôi Tam Bảo Lập Thuận ngày một hưng thịnh hơn, là nơi sinh hoạt và tu học vững chắc của chư ni và Phật tử địa phương, góp phần truyền bá chánh pháp đến với người dân. Sau nghi thức hành chánh, chư tôn đức chứng minh cùng đại diện chính quyền đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo sau 14 năm trùng tu. Tại chánh điện, chư tôn đức đã niêm hương lễ Phật, cầu nguyện thực hiện nghi thức sái tịnh. Dịp này, chùa Lập Thuận cũng thiết lễ trai tăng cúng dường, pháp sự trai đàn cầu siêu, giải oan bạc độ, thuyết pháp độ linh, chẩn tế chư âm linh cô hồn, gia tâm nguyện lực cầu cho quốc thái dân an, pháp giới chúng sanh hàm triêm lợi lạc. Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhật, Trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Tam Kỳ, trụ trì chùa Phú Quang, xã Tam Phú, đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Phú Quang vào sáng ngày 12 tháng 3 vừa qua. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Ủy viên thường trực ban trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Viên Hải, Ủy viên thường trực ban trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì, quý đạo hữu Phật tử trong và ngoài thành phố Tam Kỳ. Về phía chính quyền có ông Vũ Ngọc Tươi, Trưởng phòng Tôn giáo và Dân tộc, Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Kỳ, ông Nguyễn Thành Vân, Phó trưởng Công an thành phố, ông Châu Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tam Phú, cùng đại diện các ban ngành chính quyền địa phương đến dự và tặng hoa chúc mừng. Chùa Phú Quang tọa lạc tại thôn Tư, xã Kỳ Phú, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Tín, nay là thôn Tân Phú, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngôi chùa được thành lập vào năm 1968 do Phật tử địa phương hiến cúng 845 m² đất nằm ven sông phía đông, cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam khoảng chừng 8 km. Trải qua hơn nửa thế kỷ hiện hữu, ngôi chùa thực sự là mái nhà tâm linh cho bà con vùng quê nghèo nơi đây. Năm 2010, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà cũng như cơ quan các cấp đồng thuận, sư cô Thích Nữ Tịnh Nhật đã phát nguyện về đây để hướng dẫn Phật tử tu học và tham gia công tác Phật sự của Giáo hội thành phố Tam Kỳ, nổi bật nhất là tổ chức nhiều chương trình từ thiện, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đặt đá khởi công trùng tu lại ngôi chùa Phú Quang là ước nguyện của sư cô Thích Nữ Tịnh Nhật, trụ trì chùa Phú Quang và cũng là tâm nguyện của Phật tử địa phương. Sư cô trụ trì phát biểu khai mạc buổi lễ bày tỏ, thật vô cùng hạnh phúc khi Phật tử về đây tu tập mỗi ngày đông hơn. Nhưng song, đó cũng chính là nỗi ưu tư trăn trở khi ngôi chùa đang ngày càng xuống cấp trầm trọng. Nước ngập sâu mỗi khi mùa mưa bão về, mái dục nát, cột kèo cũ kỹ, tường vách rạn nứt nên không còn đủ an toàn để cho chư ni cũng như bà con Phật tử sinh hoạt tu tập. Tại buổi lễ, bà Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Phú phát biểu chúc mừng sư cô trụ trì cùng bà con Phật tử xây dựng chùa Phú Quang thành công viên mãn. Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, ban đạo từ tán thán sự phát tâm dõng mãnh của sư cô trụ trì, sự đồng hành của ban hộ trì Tam Bảo, sự phát bồ đề tâm của Phật tử địa phương. Hòa thượng cũng mong rằng trong thời gian kiến thiết xây dựng, ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ, các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ sư cô trụ trì, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương phát tâm cúng dường, tịnh tài, tịnh vật để công trình sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương. Sau buổi lễ hành chánh, chư tôn đức đã niêm hương chú nguyện, sái tịnh, trì tụng kinh chú gia trì.
và cùng với đại diện chính quyền thực hiện nghi thức đặt đá, động thổ khởi công. Dịp này, chùa Phú Quang cũng tổ chức cầu siêu chư hương linh, lược hoa chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện Phật sự xây dựng chùa Phú Quang sớm viên thành. Ngày 19 tháng 2 âm lịch, nhân vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Đại An, thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh đã tổ chức khóa tu ngày an lạc với sự tham dự tu học của hơn 300 hành giả. Chứng minh khóa tu có Đại Đức Thích Trân Lý, trưởng ban kiểm soát giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, phó ban trị sự Phật giáo kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử huyện Phú Ninh trụ trì chùa Đại An và tăng chúng bổn tự. Tại khóa tu vào buổi sáng, các hành giả được chư tôn đức hướng dẫn thực hiện nghi lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, sau đó lắng nghe thời pháp thoại, quan âm và 12 đại nguyện của ngài. Chiều cùng ngày, Phật tử tham dự khóa tu có thời khóa vấn đáp Phật pháp và niệm Phật. Khóa tu lần này đã vun bồi cho chư hành giả chí nguyện nuôi lớn tâm hạnh từ bi của chính mình, tích cực thực hiện những việc làm lợi ích cho đời, tốt đời đẹp đạo. Ngày 13 tháng 3, nhằm ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão, tại chùa Lương Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, môn đồ Pháp Quyến, Thế Quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tiểu tường Ni Sư Thích Nữ Pháp Định, viện chủ chùa Lương Mỹ. Tại Giác Linh Đường, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Sám Chủ cùng Chư Tôn Đức Ban Kinh Sư đã thắp hương tưởng niệm, cử hành nghi lễ cung tiến Giác Linh, nhất tâm cầu nguyện Giác Linh, cố ni sư Thích Nữ Pháp Định, cao đăng Phật quốc, tái hiện ta bà, hóa độ chúng sanh. Tiếp đến, sư cô Thích Nữ Đồng Hiếu, trụ trì chùa Lương Mỹ, cùng môn đồ Pháp Quyến đã cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện, chứng minh lễ trai tăng cúng dường. Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, ban đạo từ nhắc lại hành trạng cuộc đời tu hành của cố ni sư Thích Nữ Pháp Định, sách tấn hàng hậu tấn nương theo tu học để làm rạng rỡ tôn môn trùng hương tam bảo. Dịp này, chùa Lương Mỹ đã kiến lập đàn tràng cầu siêu chư hương linh quá vãng, chẩn tế chư âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thới. Ni sư Thích Nữ Pháp Định, viện chủ chùa Lương Mỹ, thị tịch ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Dần, trụ thế 70 năm, 33 Hạ Lạp, kế thừa sự nghiệp ni sư để lại trong thời gian qua, sư cô Thích Nữ Đồng Hiếu cùng ni chúng đã từng bước hướng dẫn tín đồ tu bổ chùa chiền, xây dựng cảnh quan già lam Lương Mỹ ngày một trang nghiêm. Thưa quý vị, thực hành hạnh lắng nghe, thấu hiểu của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Nhân dịp ngày vía của ngài, chư tôn đức và Phật tử chùa Lộc Tân, chùa Hòa Hưng thuộc huyện Núi Thành đã tổ chức các chương trình từ thiện mang ý nghĩa thiết thực đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Theo đó, thực hành hạnh lắng nghe thấu hiểu, nhìn lại, để thương và hành trạng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo 19 tháng 2 âm lịch, Đại Đức Thích Thông Khiêm, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Lộc Tân cùng quý Phật tử đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ thăm hỏi động viên và tặng quà cho các bệnh nhân. Đoàn từ thiện chùa Lộc Tân đã tặng 140 phong bì tiền mặt cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 12 tháng 3 năm 2023, chùa Hòa Hưng, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đã kết nối quý nhà hảo tâm và thực hiện chuyến từ thiện đến xã Giang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đón tiếp đoàn có ông A Lăng Nhâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang. Đoàn đã tặng 200 suất quà đến bà con trong xã, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Nguồn kinh phí do Đại Đức Thích Thông Hòa, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, giám tự chùa Hòa Hưng vận động quý nhà hảo tâm tại thành phố Đà Nẵng phát tâm ủng hộ. Hệ thống thời trang FM Style hân hạnh tài trợ chính bản tin này. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin truyền hình Phật giáo QCB hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.